Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Ông có đại nhân duyên với thế giới ta bà. Nếu hàng trời hoặc rồng, hoặc kẻ nam người nữ, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến các chúng sanh tội khổ trong lục đạo nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, mến tưởng đến ông, khen ngợi ông, thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui với diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được gặp Phật thọ ký cho. Này ông sẵn lòng đại từ bi, thương xót các chúng sanh cùng Thiên Long Bát Bộ, mà muốn nghe ta tuyên nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Ông hãy lắng nghe, nay ta sẽ nói rõ. Ngài Quán Thế Âm bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Lược giảng. Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Ông có đại nhân duyên với thế giới ta bà. Đối với cõi khổ kham nhẫn ở Nam Diêm Phù Đề này, ông có nhân duyên đặc biệt sâu dày. Nếu hàng trời hoặc rồng, hoặc kẻ nam người nữ, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến các chúng sanh tội khổ trong lục đạo, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát của ông, thấy hình tượng của ông, bao gồm tất cả mọi hình tượng bằng đất, vàng, gỗ, đá, cho đến tranh vẽ vân vân, mến tưởng đến ông, khen ngợi ông, thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được gặp Phật thọ ký cho. Đến lúc cái nhân mà họ đã gieo được kết thành quả chín mùi, thì họ đều sẽ được gặp Phật và được Phật thọ ký. Tương lai họ đều có thể thành Phật. Đức Phật nói tiếp: Này ông sẵn lòng đại từ bi, thương xót các chúng sanh cùng Thiên Long Bát Bộ, mà muốn nghe ta tuyên nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ ông lại phát lòng từ bi hết sức vĩ đại, từ bi thương xót tất cả chúng sanh cùng trời, rồng và tám bộ quỷ thần. Vậy nay ông hãy lắng nghe ta nói về cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng, những việc lợi ích cho nhân, thiên cùng chúng sanh trong lục đạo. Ông hãy lắng nghe, ông nên đặc biệt chăm chú lắng nghe, nay ta sẽ nói rõ. Bây giờ Ngài Quán Thế Âm bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Con thỉnh cầu Đức Thế Tôn vì chúng con mà giảng nói. Toàn thể đại chúng chúng con trong pháp hội này đều khao khát được nghe về cảnh giới bất khả tư nghị của Bồ Tát Địa Tạng. Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, có vị thiên nhân nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ suy tướng hiện ra, hoặc có vị phải đọa lạc nơi chốn ác đạo, các vị thiên nhân đó hoặc nam hoặc nữ, đường lúc tướng suy hiện ra, mà hoặc thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó được tăng thêm phước trời, hưởng nhiều sự vui sướng, vĩnh viễn không phải đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là được thấy tượng, được nghe tên của Bồ Tát, rồi đem các thức hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống, vật báo, chuỗi anh lạc mà bố thí cúng dường, thì công đức phước lợi có được sẽ vô lượng vô biên. Lược giảng.
Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm và tất cả các đại chúng: trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, có vị thiên nhân nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ suy tướng hiện ra? Các thiên nhân ở cõi trời được hưởng phước báo vui sướng vô cùng. So với cõi nhân gian thì ở cõi trời quá vui vẻ sung sướng. Thế nhưng thiên nhân lại có ngũ suy tướng, tức là sự xuất hiện của năm tướng suy hao nơi thân thể khi họ sắp hưởng hết thiên phước của mình. Ngũ suy tướng là gồm những gì? Đó là: một, hoa quang ủy tạ, tức mũ hoa héo rũ. Các thiên nhân đều đội mũ kết bằng hoa tươi, không bao giờ khô héo. Nhưng đến lúc năm tướng suy hao hiện ra thì những mũ hoa này sẽ héo úa tàn rụng. 2. Y trước trần ai, tức y phục dính bụi. Áo quần của thiên nhân thường thì không phải giặt giũ mà vẫn luôn luôn sạch sẽ. Nhưng đến lúc quần áo của họ bắt đầu bị bụi bám thì họ biết là mình sắp chết. 3. Lược dịch hạn xuất, tức hai nách tiết mồ hôi. Thân thể của thiên nhân không ra mồ hôi, nhưng đến lúc phước trời của họ đã hết thì dưới hai nách có mồ hôi tiết ra. 4. Thân thể xú uế, tức thân thể hôi hám. Thân thể của thiên nhân thường tỏa hương thơm, đến lúc thiên phước của họ đã cạn hết thì thân thể tiết ra mùi hôi hám. 5. Bất lạc bổn tòa, tức không thích chỗ ngồi của mình. Thiên nhân thường hay ngồi, có tướng thiền định, nhưng đến lúc hết thiên phước thì họ không còn tướng thiền định nữa. Bây giờ họ đứng ngồi không yên, bồn chồn bứt rứt, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng. Đây chính là thiên nhân phải đọa lạc, có thể chuyển làm thân ngạ quỷ, súc sanh, xuống địa ngục hoặc sanh làm người, tất cả đều không nhất định. Trên đây là năm tướng suy hao lớn, tức đại ngũ suy tướng. Ngoài ra, thiên nhân còn có sự xuất hiện của năm tướng suy hao nhỏ, tức tiểu ngũ suy tướng nữa. Năm tướng suy nhỏ là những gì? Đó là: một, lạc thanh bất khởi, tức tiếng không còn trong thanh và vui vẻ nữa. Giọng nói của thiên nhân vốn vô cùng thanh tao, di diệu, nhưng đến lúc năm tướng suy hiện ra thì tiếng nói trở nên thô nặng, khàn đục, không còn réo rắt thánh thoát nữa. 2. Thân quang di ám, tức ánh sáng trên thân bị mờ tối. Thường thì toàn thân thiên nhân đều tỏa hào quang, nhưng đến lúc năm tướng suy hao nhỏ hiện ra thì hào quang quanh nơi thân trở nên lu mờ ảm đạm, không còn sáng chói nữa. 3. Dục thủy trước thân, tức nước tấm đồng trên thân. Thân thể thiên nhân vốn không bị dính nước, giống như mặt pha lê, nước chảy tuột đi chứ không đồng lại. Nhưng khi năm tướng suy nhỏ hiện ra thì khi tấm, nước sẽ dính lại trên thân họ. 4. Trước cảnh bất xả, tức chấp trước vào cảnh giới, không xả. Lúc năm tướng suy nhỏ hiện ra, thiên nhân gặp cảnh giới thì bám chấp lấy cảnh giới đó, không thể buông bỏ được. 5. Thân hư nhãn thuấn, tức thân suy yếu, mắt láo liền. Lúc năm tướng suy nhỏ hiện ra thì thân thể của thiên nhân trở nên vô cùng suy nhược, không còn cường tráng, không còn sức lực nữa. Thiên nhân vốn rất ít khi mở trừng mắt, còn người không thường xuyên chuyển động. Nhưng khi năm tướng suy nhỏ hiện ra thì trong mắt của họ luôn chuyển động qua lại. Trên đây là năm tướng suy hao nhỏ. Ngoài ra, thiên nhân còn thức suy,
tức bảy tướng suy hao, mà trong có năm tướng suy hao lớn. Bảy tướng suy hao là: một, quang diệt, tức ánh sáng bị mất, hào quang của thiên nhân không còn nữa. Hai, hoa ủy, tức hoa héo úa, mũ hoa trên đầu bị héo tàn. Ba, biến sắc, tức sắc tướng biến đổi, tướng mạo của thiên nhân vốn rất viên mãn, nhưng khi năm tướng suy hiện ra thì liền bị biến đổi ngay. Trước kia vốn rất xinh đẹp, bây giờ thì không còn xinh đẹp nữa. 4. Y trước trần ai, tức y phục dính bụi dơ. 5. Lưỡng dịch xuất hãn, tức hai nách ra mồ hôi. Hai bên nách của thiên nhân, chỗ dưới hai cánh tay, có mồ hôi tiết ra. 6. Thân xấu, thân thể gầy ốm. Thiên nhân vốn không cần ăn uống tẩm bổ gì cả, mà thân thể cũng không gầy ốm. Nhưng lúc tướng suy hiện ra thì thân thể hao gầy hẳn đi. 7. Bất lạc bổn tòa, tức không thích chỗ ngồi của mình. Lúc tướng suy hiện ra, thiên nhân tự lánh xa chỗ ngồi của mình. Vậy năm tướng suy nhỏ, tức tiểu ngũ suy, năm tướng suy lớn, tức đại ngũ suy, và bảy tướng suy, thất suy, đều là các tướng trạng hiện ra nơi thân của thiên nhân lúc phước trời của họ đã hết. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo rằng, trong đời này và đời sau, nếu có thiên nhân nào nơi thân đã hiện năm dấu hiệu suy hao, hoặc có gì phải đọa lạc nơi chốn ác đạo, các vị thiên nhân đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hiện ra mà hoặc thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng hoặc một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó được tăng thêm thiên phước, hưởng nhiều sự vui sướng, vĩnh viễn không phải đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống gì là được thấy tượng, được nghe tên của Bồ Tát, rồi đem các thước hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống, vật báu, chuỗi an lạc mà bố thí cúng dường, thì công đức phước lợi có được sẽ vô lượng vô biên. Những chúng sanh nào được thấy hình tượng hoặc được nghe đến danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, lại còn đem đủ loại hương, đủ loại hoa, các thứ y phục, các thức ăn uống cùng các món trang sức quý báu như chuỗi an lạc ra cúng dường ngày, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức và phước lợi chẳng thể nào kể xiết. Kinh văn. Lại nữa, này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, nếu những chúng sanh trong lục đạo lúc sắp mạng chung mà được nghe một tiếng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thoáng qua lỗ tai, thì các chúng sanh đó vĩnh viễn không còn phải trải qua nỗi khổ nơi tam ác đạo nữa. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc đem nhà cửa, tài vật, của báu, y phục, vân vân của người sắp chết đó mà đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc làm cho người bệnh lúc chưa chết được mắt thấy tai nghe, biết rằng hàng quyến thuộc đem nhà cửa, vật báu, vân vân vì mình mà đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, người đó nếu do nghiệp báo phải chịu bệnh nặng thì nhờ công đức này liền được khỏi bệnh và được tăng thêm tuổi thọ. Còn nếu người đó nghiệp báo sanh mạng đã hết, đáng phải chịu tất cả tội chướng, nghiệp chướng và đọa vào đường ác, nhưng nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng đều được tiêu trừ. Lược giảng. Đức Phật lại gọi: Lại nữa, này Quán Thế Âm,
trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, nếu những chúng sanh trong lục đạo lúc sắp mạng chung mà được nghe một tiếng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thoáng qua lỗ tai, chỉ vỏn vẹn một tiếng mà thôi, thì các chúng sanh đó vĩnh viễn không còn phải trải qua nỗi khổ nơi tam ác đạo nữa. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc đem nhà cửa, tài vật, của báu, y phục vân vân của người sắp chết đó mà đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc làm cho người bệnh lúc chưa chết, tức lúc mắt vẫn còn nhìn thấy và tai vẫn còn nghe hiểu. Được mắt thấy tai nghe, biết rằng hàng quyến thuộc đem nhà cửa vật báu vân vân vì mình mà đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, vì mình mà làm việc công đức. Người đó nếu do nghiệp báo phải chịu bệnh nặng thì nhờ công đức này liền được khỏi bệnh và được tăng thêm tuổi thọ. Nếu người đang hấp hối đó do trót tạo nghiệp chướng mà phải chịu quả báo mắc bệnh nặng, đáng bị con ma bệnh hành hạ, bị nghiệp chướng trói buộc bủa vây, thì nhờ vào công đức tạc vẽ tô đắp hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chẳng bao lâu người đó sẽ lành mạnh và được sống lâu hơn. Còn nếu người đó nghiệp báo sanh mạng đã hết, đáng phải chịu tất cả tội chướng, nghiệp chướng và đọa vào đường ác. Giả sử người bệnh đang hấp hối đó có nghiệp báo đáng lẽ phải chết, cứ theo những tội chướng, nghiệp chướng mà người đó phải gánh chịu, tức phải đọa lạc trong bốn đường ác. Nhưng nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng đều được tiêu trừ. Kinh văn: Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em, chị em, người đó khi khôn lớn thường nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng quyến thuộc, song không rõ họ lạc vào chốn nào, sanh về thế giới nào, hoặc sanh trong cõi trời nào. Người đó như có thể đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí nghe danh hiệu, một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ. Trong từ 1 ngày cho đến 7 ngày, đừng thối thức tâm nguyện ban đầu mà nghe danh hiệu, ngắm hình tượng, chiêm lễ, cúng dường, thì quyến thuộc của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào đường ác, lẽ ra phải chịu đến nhiều số kiếp. Nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và chiêm lễ của con cái, anh em, chị em, nên liền được giải thoát, sanh trong cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc của người đó có phước lực, đã được sanh vào cõi trời, cõi người và hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu rồi, thì sẽ nhờ công đức này mà nhân thánh tăng trưởng, hưởng vô lượng sự vui. Lược giảng, Đức Phật nói tiếp: Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, ta lại nói cho các ông nghe về một cảnh giới không thể nghĩ bàn nữa. Vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, cha mẹ đã qua đời hoặc bị mất tích, cho đến chết mất anh em, chị em, có anh em trai hay chị em gái bị chết hoặc thất lạc, người đó khi khôn lớn thường nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng quyến thuộc, song không rõ họ lạc vào chốn nào, sanh về thế giới nào, hoặc sanh trong cõi trời nào. Đến tuổi trưởng thành, người đó thường nhớ nghĩ và thắc mắc không biết cha mẹ
anh em, chị em cùng các thân quyến của mình đang trôi nổi lưu lạc ở nơi nào trong sáu nẻo đường. Chẳng rõ họ được sanh thiên, được làm người hoặc bị chuyển làm thân Atula, ngạ quỷ, súc sanh hay đọa địa ngục. Người đó như có thể đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí nghe danh hiệu, một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ. Trong từ một ngày cho đến bảy ngày, đừng thối thức tâm nguyện ban đầu mà nghe danh hiệu, ngắm hình tượng, chiêm lễ, cúng dường vân vân. Giả sử người bị mồ côi hoặc thất lạc thân nhân đó có thể dùng đất sét, gỗ, vàng, bạc, đồng, sắt để làm tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc tô vẽ hình ngài trên giấy. Thậm chí người đó không hề đắp vẽ hình tượng ngài mà chỉ nghe được danh hiệu, chỉ thấy hình tượng hoặc đảnh lễ hình tượng của ngài mới một lần, mà trong từ một ngày cho đến bảy ngày, và tâm nguyện lúc ban sơ của người đó không hề thối thức, lòng khẩn thiết muốn đảnh lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng không bị lay chuyển, thì quyến thuộc của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào đường ác, lẽ ra phải chịu đến nhiều số kiếp. Nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và chiêm lễ của con cái, anh em, chị em, nên liền được giải thoát, sanh trong cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Bất luận là nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng hay trông thấy hình tượng của ngài, người đó đều thiết tha chiêm lễ cúng dường, thì quyến thuộc của người đó, giả dụ vì nhân duyên nghiệp chướng và căn cứ theo tội chướng mà họ đã tạo ra, thì họ phải bị đọa lạc trong bốn đường ác: Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phải trải qua đến không biết bao nhiêu đại kiếp mới được giải thoát. Thì giờ đây, nhờ công đức đắp vẽ và chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng của người đó, họ sẽ được thoát khỏi mọi nghiệp tội, được sanh trong cõi người hoặc cõi trời, hưởng thọ sự vui sướng thù thắng vi diệu nhất. Còn như quyến thuộc của người đó có phước lực, đã được sanh vào cõi trời, cõi người và hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu rồi. Trong trường hợp cha mẹ, anh em, chị em của người đó nhờ phước lực đã tạo khi trước mà được sanh vào cõi người hoặc sanh lên cõi trời hưởng sự an vui rồi, thì sẽ nhờ công đức này mà nhân thánh tăng trưởng, hưởng vô lượng sự vui. Nhờ công đức đắp vẽ hình tượng cùng chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng của người này, nên công đức phước lực của hàng quyến thuộc càng gia tăng. Lúc trước đã hưởng thọ sự vui sướng thắng diệu, bây giờ lại càng được an vui hơn nữa. Kinh văn: như người đó lại có thể trong 21 ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và niệm danh hiệu của ngài đủ một vàng biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên, mách bảo người đó cõi giới mà hàng quyến thuộc đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Bồ Tát hiện đại thần lực, đích thân dắt người đó đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình. Nếu người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu Bồ Tát 1000 biến, luôn đến 1000 ngày, thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa tại địa phương đó hộ vệ trọn đời. Hiện đời y phục thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các tai họa còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Người đó sau rốt sẽ được Bồ Tát xoa đảnh, thọ ký cho. Lược giảng. Đức Phật Thích Ca dạy tiếp: như người đó, người đắp vẽ và chiêm ngưỡng
lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng nói trên, lại có thể trong 21 ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và niệm danh hiệu của Ngài đủ một vàng biến. Phần trước thì nói là chiêm lễ trong một tuần, tức 7 ngày. Bây giờ thì trong 3 tuần, tức 21 ngày. Vậy trong suốt 3 tuần lễ, nếu người đó có thể chuyên chú, một lòng một dạ chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và trì niệm danh hiệu của Ngài, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cho đến khi đủ số 10.000 biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên, mách bảo người đó cõi giới mà hàng quyến thuộc đã sanh về. Thân vô biên là cái thân không có biên tế, không có giới hạn, vô cùng vô tận, bất cứ nơi nào cũng có thể thị hiện đến được cả. Thân vô biên cũng có thể là Bồ Tát Địa Tạng, có thể tùy theo mọi chủng loại của chúng sanh mà thị hiện thân thích ứng để giáo hóa. Tuy nhiên, đoạn kinh văn này ngụ ý rằng Bồ Tát Địa Tạng sẽ hiện thân đến trước mặt người đã thành tâm chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng Ngài trong suốt 3 tuần lễ và báo cho người đó biết đầy đủ về nơi mà cha mẹ, anh em, chị em hoặc các quyến thuộc của người đó đã thác sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Bồ Tát hiện đại thực lực, đích thân dắt người đó đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình. Chúng ta là những người tin Phật nhưng vẫn còn quá mê muội, cho nên bậc Bồ Tát không thể tiếp xúc hoặc nói chuyện trực tiếp với chúng ta giữa ban ngày ban mặt, lúc mà chúng ta đang tỉnh thức được. Cùng thế, đợi khi người đó ngủ say trong giấc mộng, Bồ Tát Địa Tạng mới thị hiện sức oai thần rộng lớn, đích thân dẫn người đó đến các cõi giới, thấy được tất cả các hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, 1.000 biến, luôn đến 1.000 ngày, tức 3 năm, thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa tại địa phương đó hộ vệ trọn đời. Bất luận người đó sống ở nơi nào, Bồ Tát Địa Tạng đều sai bảo các quỷ thần và thần thổ địa ở nơi ấy bảo hộ cho người đó đến trọn đời. Ngoài ra, người đó còn được hiện đời y phục thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh khổ. Trong đời hiện tại, lúc người đó còn sống, thì áo quần, đồ ăn thức uống đều rất dồi dào, không hề thiếu ăn, cũng chẳng hề thiếu mặc, và cũng chẳng mắc phải bệnh tật đau đớn gì cả. Lại nữa, cho đến các tai họa còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Những việc rủi ro không như ý mình mong muốn, hay tai họa dù lớn dù nhỏ, thấy đều không vào đến cửa, không bao giờ xảy ra trong gia đình, huống chi là cho đến bản thân của người đó. Người đó rốt ráo sẽ được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho và bảo rằng: này thiện nam tử, ông đã phát tâm bồ đề rộng lớn, tương lai ắt sẽ kết thành quả bồ đề đấy.